ra để Tuấn nó thể hiện kìa. Má tôi bốc đầu. Rồi anh Phượng ơi, thằng Tuấn nó bốc đầu. Rồi bốc coi. Trời ơi, trời ơi. Nhanh ơi. Cái xe mày bán ve chai người ta không có mua nữa. Tao quay mày. Trời trời trời, Tuấn ơi. Tuấn. Trời. Rồi, đập xe đi.